đội Thác Công Lipa, nơi thân thể nguyên bản lên của mày. Đúng quá sự gì? Ok, thì qua 7749 server và 108 cửa hàng không mua được, cuối cùng thì cửa hàng cuối cũng mua được một quyển sách quả kỳ lắm. Thì hôm nay có một cái quyển sách này vào trong đây review chút xíu anh em ạ. Chúc tất cả anh em xem một cái video clip thật là vui vẻ nè. Cũng là cái con game là EGA of Logankia phiên bản của mobile, nhưng anh em chơi bơi sơi cũng dẫn được luôn. Thì hôm nay mình vào trong đây tiếp tục là mình sẽ review một cái bản để master mà có được một cái quyển sách rồi nó cho chúng ta được cái gì, cái quần đùi gì anh em ạ. Và cho nên mình cho các anh em xem trước là một cái cách cộng điểm của mình. Cộng điểm như vậy các anh em nhanh nhẹn tầm khoảng 5k hoặc là 4k đảo loại nha, vì cái con sum thủ của nó cũng khá là mỏng đi, đam của nó đã to rồi nên anh em cộng có thể là 3k 4k hoặc là 5k vào trong nhanh nhẹn nha. Còn sức mạnh thì các anh em cộng là vừa đủ mặc đồ thôi, tầm khoảng 300 đảo loại, còn bao nhiêu thì dồn hết vô trong phần năng lượng anh em ạ. Để mình lấy một cái đam to nhất có thể. Và một cái bộ đồ của mình thì không có cái gì quá đặc biệt, chỉ là cộng chính thôi. Đồ 3 sao cộng chính, một cái win lock công cụ. Và đặc biệt ở đây anh em à, đã đi rất là lâu rồi, hơn 1 giờ đồng hồ lặn lội tìm kiếm em ấy, và cũng đã cho ra một cái tác phẩm, đó là một cái đồ hoàn hảo quả kỳ lân. Qua hiện tại ở một cái phiên bản này, theo thông tin tiệc mặt của ngài C Lớp Home á, thì không có sách ma công anh em. Tại vì anh em lên trên nhóm là mua sách ma công các kiểu mà làm gì có anh em à. Chỉ có là kỳ lân và quỷ kiếm thôi. Và hiện tại sách quỷ kiếm nó sẽ phần trăm phép cao hơn kỳ lân. Nhưng mà quỷ kiếm thì mình kiếm là nó không có được cái sách lúc. Nếu mà có lúc thì nó bán trên Ikagut thôi, để cho nó xài đi. Mình kiếm được những cái món nào mà nó rẻ với vừa cái túi tiền mà của anh em chăn cài thì mình có thể là mua. Ở đây là cho chúng ta là tăng 45% phép nguyền rủa nha. Phép nguyền rủa chứ không phải là phép thật nha anh em. Hai cái nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Ở đây một chút xíu nữa mình sẽ cho anh em thấy nè. Bên đây cây vũ khí là nó sẽ tăng 92% phép thật. Phép quyền gỗ là nó sẽ dính trong một cái búp, hoặc là chúng ta sử dụng một cái kỹ năng thì nó sẽ phát huy phép quyền gỗ của cuốn sách. Ví dụ nói cho dễ hiểu, anh em ở đây có một cái kỹ năng, một cái kỹ năng là thăm nhầm, một cái kỹ năng là thăm hiểm chứ không phải là thăm nha. Không, nói lộn anh em à. Khi mà các anh em dùng một cái kỹ năng này, nó sẽ là phát huy được một cái đam phép quyền gỗ chứ không phải là một cái tăng đam phép. Nhiều anh em nói là đeo cuốn sách lên chả thấy cái tác dụng cái gì hết, mà sao anh em mua rồi cái giá thành nó lại đắt như thế. Cái gì cũng vậy, lạ thì nó như vậy đó anh em. Khi mà chưa đi thì chưa biết đồ sơn, đi rồi mới biết á thì nó tệ hơn của nhà. Đấy, nói thơ luôn anh em ơi. Vào trong đây cho anh em biết luôn đây, cái thông tin của nó được những gì. Ở đây là mình có một cái này, nó sẽ tăng nè, gia tăng sát thương 1%. Và ở đây nè, nó là tăng sát thương phép thuật thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Khi có được một cái quyển sách này rồi chúng ta làm gì? Cái điều đặc biệt nhất mà để cho cái con game này nó hot, một cái hiện tượng là beta sách, thì vào trong cái điểm master. Hiện tại master của mình là 189, rất là lâu lâu hồi thời 900, hồi đó tới giờ cũng vẫn là 189. Vì mấy con này mình chỉ cho nó cài sự kiện thôi, mình chỉ cài một con duy nhất. Mấy con này nó chỉ là lượm gen các kiểu thôi. Và các em nhìn vô cái bảng master nói à, thằng này nó mắm vố nó ngáo à, nó cộng gì đâu, chỉ số tùm lum tùa lua. Thì ở đây là mình đã thức trắng một đêm 7749 lần, tẩy tới cái lần thứ mà 80 ra đời, nó mày tẩy cái nữa tao không cho mày buy in luôn. Thì mình ngưng lại, mình tẩy tới cái lần 79 thôi, thì mình đã cho ra được một cái bảng điểm là mắt đam phép. Cái nào cần mắt thì mình cho mắt, còn cái nào nó rẻ thì mình cho nó rẻ bèo luôn nha anh em. Đầu tiên thì mình đã có nói rồi, những con pháp sư thì anh em cộng là C và B, còn những con mà công vật lý thì cộng là A và C. Đầu tiên thì mình sẽ cộng vào cái ô đầu tiên là cái ô giảm cho chúng ta đánh lượng mét cái ô. Và hai cái ô này là các anh em sẽ thấy một cái sự khác biệt. Khi mà chúng ta nè tăng cường sách gió, và bên đây là tăng cường sách xét, thì các anh em liên tưởng tới mình đang dùng cái gì. Mình đang dùng một cái kỹ năng đó là giật xét, thì mình chơi theo câu hỏi là xét.
thì ở trên câu trên là mình sẽ cộng cho nó là 10 điểm. Ở đây là tăng sát thương tuyệt chiêu xét. Và dưới đây là cũng vậy luôn nha. Ở đây là có là 8,27% cơ hội làm văn đối phương là như vậy. Chúng ta có thể là giặt vũ dằn qua, quăng qua đẩy lại cái đối phương như là cái con DK của mình mà đi solo với con Sum vậy đó. Nó nhồi mình như trái banh anh em à, nó quăng qua bên đây, nó đẩy qua bên kia thì cái em cộng trên đây thẳng xuống cho mình. Khi mà cộng thẳng xuống thì nó sẽ phực sáng những cái ô hàng thứ tư. Ô hàng thứ tư thì nó sẽ cho chúng ta là một cái mục quan trọng, cực kỳ quan trọng. Thì cái em phải cộng vào trong đây. Vì sao? Vì nó sẽ tăng được một cái lượng xích ảnh, là còn gọi là một cái giật xét. Ở đây là tăng sát thương tuyệt chiêu xích ảnh lên thì anh em cộng cho mình là vô 11 điểm. 11 điểm là nó sẽ lấy một cái điểm tròn ở đây. Nếu mà 10 điểm thì nó không có lên cái điểm tròn, và 11 điểm nó sẽ có điểm tròn. Và các anh em lưu ý nè, đây là tăng ma lực sát thương, vừa tăng ma lực vừa tăng sát thương. Thì con Sum nó mạnh nhất là gì? Nó mạnh nhất là sát thương phép và một cái ma lực càng nhiều là nó sẽ càng mạnh. Nó y chang cái con đách quay. Nếu mà đách quay một cái thời mà bút được một cái ma lực thì nó sẽ tăng lên sức mạnh như là hổ mọc thêm cánh. Không có một cái ma la siêu thì nó sẽ có thêm một cái ma lực, còn vừa có ma la siêu vừa có thêm ma lực nó thì con đách quay hỏi gì sao mà nước biển lại mặn, nó lại trâu như thế thì các anh em đã biết rồi đó nha. Thì anh em cộng vô trong đây. Còn ô này á, Phan hãy cộng, nếu mà mình đi theo cái hướng BK thì các anh em hãy cộng vô cái hướng HP. Còn các anh em đi farm bỏ nó qua một bên, không cần, chưa điểm lại cho mình. Và tiếp tục là qua một cái tab C, là một cái tab nối lên cái độ nguy hiểm và nối làm cái lượng đam to nhất cho cái con cờ lách của mình. Vì đây là gì? Vì đây là dinh dự nè, hỗn nguyên nè và bão nổ. Thì mỗi một bản master nó sẽ có một cái tên khác nhau nha. Như con chiến thì nó sẽ đổi là dũng mãnh, thì cái mấy con này nó đổi là nhu mì. Tại vì nữ mà anh em, đầu tiên các anh em cũng phải là cộng vào trong đây, bắt buộc không đi BK cũng vẫn cộng. Vì sao? Không cộng làm sao cộng ở dưới được anh em. Cộng lên trên đây 10 điểm, làm sao mà mình cộng 19 sao thằng này nó không cộng lên 20 luôn cho rồi. Nhưng mà các anh em để ý, nếu mà cộng 20 các anh em phải tẩy lại, vì các anh em sẽ mất một điểm. Nó nằm ở chế độ 19 nó cũng là 89,57, mà cộng lên 20 nó cũng là 89,57 ma lực. Thì như vậy cộng 20 làm gì cho phí. Mình chừa những cái cột 19, ví dụ là 2 cột 19 mình té được 2 điểm, 3 cột 19 mình té được 3 điểm. 3 điểm đó mình có thể là trang đi và sớt lại, chỗ nào gò thì mình phả ra, chỗ nào lung thì mình thêm vô. Thì bên đây có một cái quan trọng, khi mà chúng ta có được một cái quyển sách là nó sẽ tăng thêm, cái này mới quan trọng nha, tăng sát thương cộng là 85,64% khi trang bị loại sách. Thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta thêm phần sát thương. Khi các anh em cầm cái kit là một cây rìu chặt thịt đi, nó không có cộng vào cuốn sách được, tại cộng cuốn sách nó cũng đâu có tăng đâu. Mình không có mang được trên người cái quyển sách là mình không có tăng được. Vì vậy khi mà chúng ta mang được cái quyển sách thì đây là một cái bản hot. Bản hot là sao? Vì chúng ta có thể là tăng vô được cái quyển sách để cho chúng ta tăng sát thương. Và cái dòng ở dưới thì mình không cần. Ở đây là tốc độ tấn công, thì tốc độ tấn công mình đã cộng vô cho nó là tầm khoảng là 3k, 4k hoặc 5k. Nếu mà BK các anh em cũng để 5k cho mình, thì cái lượng tốc độ mình đã lên mắt binh rồi. Mình không có cần vô tốc độ nữa, mà mình hãy cần xuống những cái mục dưới đây. Anh em xuống cái mục này các anh em chỉ là quyết đoán 10 điểm thôi. Hơn cũng không được, mà thiếu thì cũng không được. Thiếu thì không có kit được ở dưới, mà hơn thì không được, nó chỉ giới hạn là 10. Bắt buộc là anh em mình phải cộng là 10 điểm thôi. Và tiếp tục cái này nè, một cái là tăng cuồng nộ, tăng sát thương khi sử dụng tuyệt chiêu. Khi mà mình không có boost một cái cuồng nộ, sát thương của anh em chỉ là 30k. Nếu mà boost lên một cái là cuồng nộ, sát thương anh em lên là 60k. Cái đó là mình đã có test rồi, nó nhân đôi sát thương khi mà mình cộng vô cuồng nộ. Thì như vậy là chúng ta phải cho nó lên mắt binh ở một cái chỉ số là 13,03% luôn. Là cái tăng tuyệt chiêu, tăng kỹ năng cuồng nộ, tăng cái phép lên to nhất có thể. Và các anh em cộng xuống đây là 6 điểm. Vì sao? Vì là cộng hết trơn rồi, còn dư 6 điểm không biết cộng đâu. Cộng vô đây luôn là tốc độ cuồng nộ ma lực của mình, đặng cho mà mỗi khi mà nó búp ở trên cộng dài xuống là mình đã có cộng vào trong cuồng nộ rồi. Anh em không cần phải cộng bên đây. Còn nếu anh em muốn cho dày nữa thì các anh em cộng vô đây, mình khuyên anh em cộng vô là HP để khi mà việc quá giặt đặng cho nó hồi HP. Không á thì các anh em bỏ luôn, các anh em xuống với phần là tăng ma lực tối thiểu. Ở đây là tăng ma lực nha, chứ không phải là tăng sát thương phép. Vì cái con này nó sẽ sử dụng là ma lực và phép, nên anh em phải đi nó song song hai cái. Có ma lực thì tăng, có phép thì tăng. Ở đây mình đã tăng cho nó cái cột 12 thì nó sẽ làm tròn cho mình là 141,07. Nếu mà cộng 11 nó cũng không tròn, cộng 10 thì nó lại méo xẹo luôn, nên bắt buộc phải cộng 12. Thì chừng nổi các anh em có thể là test nha. Vì cái bảng điểm này là mình đắn đo, mình test đi test lại rất rất là nhiều. Mình cho ra cái bảng điểm này là cái lượng đam sum to nhất có thể. Nếu anh em mà farm ở những cái map tầm trung, vừa với một cái level của nó, anh em tẩy xuống cái nhanh nhẹn cho mình 1k5 còn bao nhiêu dồn hết vô cái phần năng lượng, các anh em quánh hơn 200k đam. Hứa với anh em nếu dưới 200k đam quay lại đây, mình cộng ăn khác cho anh em trên 200.
Tiếp theo là một cái dòng thứ hai là tăng ma lực tối đa. Tại sao không cộng vào chí mạng? Chí mạng mình đã có test rồi, nó không có lên được cái đam chí mạng anh em à. Nó rất là khổ luôn, không biết là nó bị lỗi hay mình bị gà. Nhưng mà mình bỏ qua cái mục chí mạng, mình bỏ qua cái mục tăng sát thương hoàn hảo. Về cái cây vũ khí của mình đã có sát thương hoàn hảo rồi, thì mình sẽ lấy vô trong đó là 10 điểm. 10 điểm này là 10 điểm phí. Khi chúng ta là đi BK hạ được đối thủ thì chúng ta sẽ có cơ hội để tăng HP, nhưng mà khó lắm. Tại vì cái công sum mà vô để hạ được đối thủ rồi, trừ khi các anh em phải có làm tiếng nói ở server là vô mới hạ đối thủ, hạ với những người mà ngang hoặc là thấp còn hơn mình đó thì mơ đi, không cần thiết. Và một cái mục quan trọng nữa, cái mục này là nối lên một cái độ là nhận hai đam mà con nào cũng phải cần, dù là cái con đam vật lý nè, dù là con đam phép, con nào cũng phải cần một cái sát thương nhân hai. Sát thương nhân hai tỷ lệ gấp đôi sát thương lên, thì ở đây mình sẽ cộng cho nó 18 là mình lên là 9,1. Thì nó vừa tròn được 9, khi mà chúng ta cộng vô 18 nó sẽ là 9,1. Cái tỷ số cực kỳ cao, nếu anh em chỉ cộng 10 thôi thì cái chỉ số của nó thấp yếu luôn, không có tỷ lệ mà sát thương nhân 2 liên tục. Nên vì vậy thì chúng ta cộng như gì cho ra một cái bảng điểm vô cùng tuyệt vời. Các anh em có thể là test nha. Cái bảng này mình thấy là ưng ý nhất, mình đã tẩy đi tẩy lại rất rất là nhiều lần rồi. Có cái quyển sách rồi nó làm mình nhức đầu luôn anh em mà, tóc nó đã bạc rồi mà mua cái quyển sách nó đã bạc thêm 2-3 cộng nữa. Vì sao? Thức đêm đã test ra một cái bảng đam cho nó là tròn trịa nhất có thể và phát huy được một cái lượng đam to nhất có thể. Xem tới đây là nhiều người trầm trồ lắm, vào trong đây lẹ lên. Nếu anh em có thủ thuật, có ý kiến hay là bờ gồ gì con sum, hãy mạnh dạn comment vào cuối cái phần video. Chúng ta có thể là chia sẻ, trao đổi, góp ý cho nhau nha. Những lời comment, những lời góp ý của anh em sẽ là một cái động lực rất to lớn để cho mình làm những cái video chất lượng hơn, review những cái thông tin cần thiết để cho những anh em nào vào chơi sao có được những cái thông tin hữu ích để mà mình trải nghiệm cho nó tuyệt vời. Thì ở một cái chỉ số 189 đó, không có cắn bùa biết gì hết thì anh em lên rất là chậm luôn. Nhưng mà không sao, mình cài chay chứ không phải là mình đua top, nên tới đâu hay tới đó anh em thả theo dòng nước, cứ trôi lên đền đi. Và quay vô một cái lượng đam cho anh em thấy nè, đam của mình hiện tại mình đã cộng vô trong đây thì đam nó cũng không có quá là to, nó chỉ là có 39k thôi. Nói gì nói thì nó cũng phải to hơn con GF. Con GF á, thì nó chỉ đâu đó có 21k. Khi mà mắc đam của cái con sum của mình lên đó thì nó cũng cực kỳ là cao, nó không có thấp đâu. Các anh em cộng theo như gì nè, ở đây các anh em có thể là cộng vô cho mình 1k5, nhưng điều kiện là các anh em phải có đồ là từ 3 sao trở lên và cộng 9. Còn nếu mà 4 sao cộng 9 nữa thì các anh em càng vững hơn nữa, thì các anh em có thể là cộng vào trong nhanh nhẹn 1k5. Còn bao nhiêu dồn hết xuống một cái sát thương như đây, đảm bảo anh em đam nó to, cực kỳ to luôn. Tại vì con sum nó không hề bé đâu. Thì các anh em mình sẽ test một cái lượng đam khi mà mang sách và mang theo một cái cây rìu sẽ như thế nào. Khi mà mắc đam của mình nó lên là 89, khi mà mang sách, để chờ cho các anh em xem kỹ nha. 39 nè, 78 đam tuyệt vời nè, xem mà cái đam hoàn hảo nó lên bao nhiêu. Mắc đam 78, còn đam thường nhân 2 của mình là lên 88k. Hiện tại thì trong đây một cái BT4 nên không có đủ quái để mà mình test được cái đam hoàn hảo của mình lên mắc bao nhiêu. Nhưng mà cái đam tuyệt vời của mình lên là 78, dưới là đam thường của mình khi mà mắc đam nhân 2 nó là 88k khi mà mình dùng quyển sách và đổi qua một cây rìu, xem nó sẽ như thế nào. Mình sẽ thả một cái quyển sách xuống và đưa cây rìu lên. Cây rìu này nó cho chúng ta là tăng thêm sát thương nha. Khi mang cây rìu lên á thì đam nó sẽ khác biệt hơn một chút xíu. Các anh em nhìn kỹ nha, ở đây là nó sên 79, hôm nãy là chỉ có 78k thôi, khi mà mang cây rìu nó lên 79, bộ nhiều lắm hay gì ta. Nhưng mà nó có sự khác biệt nha. Hồi nãy là đam thường của mình là 36, bây giờ nó sẽ lên là 39. Còn bây giờ cái đam tuyệt vời của mình lên là 78 liên tục thì nó sẽ hơn, sắp xỉ hơn một chút xíu thôi anh em. Nhưng vậy nó cũng chưa có nói lên là cái độ hơn nha. Các anh em biết vì sao không? Về cái quyển sách của mình nó chỉ có là cộng 6 thôi. Và cho nữa mình sẽ kiếm một số ếch đập lên cho nó cộng 9. Khi mà cộng 9 lên rồi á thì cái đam của nó sẽ đảm bảo to hơn hiện tại rất là nhiều. Vì sao? Vì cái đam nguyền rủa của mình nó sẽ lên kết hợp theo một cái đam ở trong bản master nữa thì nó sẽ lên to nhất có thể. Hiện tại các anh em muốn chơi tốt mà farm nhanh, chạy master cho lẹ, đi event cho tốt thì các anh em có thể là chơi một cái nhân vật đó là Sumo, một con nhân vật nữ pháp sư. Các anh em chơi nó rất là ngon lành, đồ quá thì nó cũng nằm ở chế độ là rẻ chứ không phải là đắt đỏ lắm. Cách chơi thì nó rất là dễ luôn, cộng điểm thì ai cũng biết và cộng master thì chưa chắc ai cũng biết nha. Nhiều anh em phải tìm hiểu, tẩy tới tẩy lui, tẩy chừng nào mà cảm thấy mà mình mắc cỡ với AD á thì mình không tẩy nữa, đo ra được một cái bảng điểm là theo con nhân vật của mình chứ chưa phải là một cái bảng điểm hoàn hảo nhất có thể. Ở đây mà nói một cái bảng điểm hoàn hảo nhất có thể thì không có đâu nha anh em. Các anh em thấy đồ 3 sao của mình vào trong đây cộng 9, nhưng mà khi có con quái mà nó cắn một cái bụp vô mình rồi HP nó sẽ giảm liên tục. Vì ở chế độ mà 3 sao
thì ở lúc trước thì sẽ farm được, còn mà ở ngay cái thời điểm bây giờ á, người ta đã fit quái lên một cái tí xíu nào đó, điển hình như là BC nè, debut nè, thì quái nó sẽ trâu hơn, boss nó sẽ trâu hơn, thì như vậy cái lượng quái ở trong Kalima nó cũng phải có khác hơn một chút xíu nha. Thì mình thấy là nó cắn đau hơn. Lúc trước con sum mình vào cho nên mình treo là không có hề hớn gì hết, mình cộng chỉ có 3k thôi, còn bây giờ mình cộng 4k đồ cộng chính, nhưng mà quái nó cắn một cái bụp vô là cái HP của mình nó sẽ tuột xuống là không phanh luôn. Như vậy các anh em có thể là kiếm cho mình một cái bộ đồ 4 sao cũng được. Các anh em thấy HP nó xuống là rõ ràng không? Các anh em 4 sao cộng cho mình lên 9, các anh em vào trong đây nằm ngủ không sợ bị giăng luôn, chỉ sợ là mấy thằng BK cắn lén thôi. Chỉ có BK cắn lén là mình mới bị giăng ra ngoài, còn không á là không có giăng ra ngoài được đâu. Và mình sẽ vào trong đây cho anh em xem lại một cái thông tin nữa, về một cái quyển sách mà cái phiên bản cập nhật mới nhất bây giờ là nó đã cho ra. Hiện tại á, thì anh em đang kiếm một cái quyển sách là tăng 1% sát thương. À, những anh Dubai á, thì không cần kiếm đâu, kiếm được một cái phôi lúc vì các anh em đã ép lên cái dòng mà hoàn hảo được rồi. Còn mà những anh em mà dân cài á thì có thể cài cuốc để có nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.